Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cây bonsai hoa 10 giờ, mang một vẻ đẹp tự nhiên nhất và đang trong thời kỳ ra hoa đẹp rực rỡ. Đối với bonsai hoa 10 giờ, mình đã làm rất nhiều clip chia sẻ trên kênh cho các bạn xem rồi. Nhưng đây là cây bonsai mang một vẻ đẹp rất tự nhiên. Các bạn xem, từng tán cây rất là đều và hài hòa, hoa nở rất đẹp. Do cây này mình đã ghép rất là nhiều màu. Và để tạo được một cây bonsai hoàn chỉnh, mang vẻ đẹp tự nhiên như thế này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm vô cùng đơn giản. Mời các bạn cùng xem. Các bạn dùng 5 sợi kẽm, chiều dài khoảng 2 gang tay. Sau đó chụm lại, dùng kìm bẻ cong các sợi kẽm lại. Và các bạn dùng nắp tròn, chúng ta xỏ đều 5 vị trí trên đây. Rất đơn giản phải không các bạn? Xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Sau đó các bạn chụm lại nhấn xuống. Chúng ta dùng băng keo đen quấn lại. Quấn đến một vị trí, kéo một sợi kẽm xuống và chúng ta quấn tiếp. Và lại kéo sợi kẽm xuống. Các bạn lại quấn tiếp, kéo sợi kẽm xuống. Và đây là sợi kẽm cuối cùng. Các bạn kéo xuống. Sau đó chúng ta dùng cán thuốc vít bẻ cong các sợi kẽm lại. Mục đích là để tạo cho được cái giá đỡ trên tán cây, giúp cho tán cây vững chắc hơn nha các bạn. Tiếp theo các bạn uốn từng sợi kẽm lại giống như mình, bẻ cong thân lại. Cách này là tạo dáng. Vì đối với bonsai hoa 10 giờ, trên cái giá đỡ và thân kẽm như thế này, các bạn rất là dễ làm. Các bạn uốn lại. Vậy là đã xong rồi đó các bạn. Và chúng ta dùng 3 cây hoa 10 giờ bỏ vào tán cây thứ nhất. Các bạn kéo xuống và dùng kẽm nhỏ quấn lại. Tiếp theo, chúng ta tăng số lượng hoa 10 giờ 4 cây và các bạn lại dùng kẽm quấn lại. Và cái phần thân mình quấn lại luôn. Bây giờ là 5 cây, các bạn lại cho vào tán cây thứ 3. Và chúng ta lại dùng kẽm quấn lại. Các bạn quấn cho nhẹ tay vì hoa 10 giờ rất giòn và dễ gãy. Tiếp theo, các bạn cho 6 cây hoa 10 giờ vào tán thứ 4. Và chúng ta lại dùng kẽm quấn lại. Rất dễ phải không các bạn? Và tán cuối cùng, các bạn cho 7 cây hoa 10 giờ. Chúng ta lại bỏ vào tán cây và các bạn dùng kẽm nhỏ quấn lại. Sau đó dùng kéo cắt bỏ phần thừa của cây. Và phần gốc này các bạn quấn lại luôn. Và bây giờ chúng ta dùng kéo cắt tỉa cho tán cây gọn lại. Khi đã xong, bây giờ cây bonsai đã có, các bạn chuẩn bị sẵn chậu để trồng. Chậu phải thoát nước thật tốt, chúng ta cho chất trồng vào. Chất trồng càng tơi xốp, cây sẽ phát triển tốt hơn. Và các bạn đặt cây bonsai vào, cho thêm chất trồng. Chúng ta chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Và tiếp theo là các bạn tưới cho cây. Các bạn tưới thật là nhiều nước vào. Đến khi nào nước chảy ra đáy chậu thì các bạn ngưng. Và chúng ta tiếp tục để cây trong mát từ 3 cho tới 5 ngày để giúp cho cây phục hồi nhanh. Sau đó các bạn cho cây ra nắng. Đây là khoảng thời gian 1 tháng. Hiện cây bonsai của chúng ta tán cây rất đều và hài hòa. Các bạn xem, lá rất xanh. Và trên cây mọc rất là nhiều cây con nhỏ. Các bạn nên cắt bỏ. Vì những cây này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây bonsai vì có sự cạnh tranh dinh dưỡng.
Sau khi cắt xong, cây của chúng ta rất gọn gàng. Còn về phần tán cây, các bạn cũng thường xuyên cắt tỉa, và chúng ta cắt theo hình tròn sẽ giúp cho tán cây dày, hoa nở sẽ nhiều hơn. Các bạn dùng những cây hoa 10 giờ nhỏ trồng trang trí trên mặt chậu sẽ giúp cho chậu cây trông đẹp hơn nha các bạn. Sau khi đã xong, chậu bonsai của chúng ta trông rất đẹp. Các bạn gỡ những cây kẽm nhỏ đã quấn trên cây bonsai. Vì trong khoảng thời gian dài, những cây hoa 10 giờ đã được định hình và tạo dáng. Khi gỡ xong, cây của chúng ta mang một vẻ đẹp rất tự nhiên. Do buổi chiều, những lá hoa 10 giờ đã xếp lại và các bạn để ngoài nắng 100%. Đây là khoảng thời gian sau một tháng tiếp theo, cây bonsai đã nở hoa. Hoa rất nhiều, đẹp rực rỡ. Các bạn xem, trên từng tán cây, hoa phân bố rất đều. Do mình cắt tỉa thường xuyên, do đó tán cây rất dày, hoa nở rất đẹp. Và cây bonsai hoa 10 giờ này mình đã ghép rất nhiều màu. Do đó, khi các bạn trồng thì cây sẽ nở được rất là nhiều hoa khác màu, rất đẹp. Và trên từng tán cây phân bố rất đều và hài hòa. Cây mang vẻ đẹp rất tự nhiên. Và các bạn xem đây. Đối với bonsai hoa 10 giờ, chúng ta nên để ngoài nắng 100% nha các bạn. Sẽ giúp cho hoa đậm màu và nở đẹp rực rỡ hơn. Còn về phần thân cây, các bạn xem, thân cây đã rất già đi. Và trên chậu cây, chúng ta trang trí bằng những cây hoa 10 giờ nhỏ. Trong cây mang vẻ đẹp rất tự nhiên và đẹp. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách tạo bonsai hoa 10 giờ mang một vẻ đẹp tự nhiên để hoa nở đẹp rực rỡ nhất. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong trồng bonsai hoa 10 giờ.